Gần Tết rồi, ai ai cũng muốn sắm cho mình những cái món đồ mới, quần áo mới này và kể cả là điện thoại mới. Nhưng mà không phải ai cũng có nhiều thưởng Tết, không phải ai cũng có nhiều tiền. Nếu mình đang có trong tay khoảng tầm là 4 củ khoai hoặc 5 củ khoai thì không biết là rất nhiều anh em sẽ khó có một cái lựa chọn nào phải gọi là ngon lành, hoặc là khó một lựa chọn nào đặc biệt là phải có logo quả táo. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp cho các bạn những con điện thoại đang có thể gọi là best choice nhất và xứng đáng mua nhất ở trong phân khúc giá rẻ, và quan trọng nhất nó là iPhone. Và đó là những lựa chọn nào thì vào vấn đề nhá. Và nếu anh em nào quan tâm về những chiếc điện thoại iPhone hàng qua sử dụng với mức giá tốt nhất thì hãy tham khảo ngay tại cửa hàng Di Động Việt thông qua đường link ở phần mô tả và bình luận của video này nhá. Ở Di Động Việt thì có rất là nhiều dòng iPhone hàng qua sử dụng khác nhau, quan trọng nhất là giá tốt. Ok, cái lựa chọn đầu tiên mà mình nghĩ rằng là hợp lý nhất để các bạn mua trong thời điểm hiện tại, và đây cũng là cái con điện thoại mình nghĩ rằng là thấp nhất chúng ta nên mua của nhà Apple ngay thời điểm này, đó là iPhone SE 2. Nếu như các bạn chỉ muốn có một con iPhone là nhỏ gọn, đấy, cầm vừa tay, và quan trọng nhất là giá của nó phải rẻ, thì iPhone SE 2 nó là con điện thoại gần như là đang là vô đối thời điểm hiện tại rồi. Tại vì giá của nó chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 3 củ khoai hơn thôi, 3 đến 3 củ rưỡi thôi là anh em đã có một con iPhone. Thiết kế của nó cực kỳ gọn gàng. Cái thứ hai ấy, là với con iPhone này thì các bạn sẽ có một cái cấu hình phải gọi là cực kỳ tốt. Nó vẫn đáp ứng quá tốt những cái nhu cầu sử dụng của chúng ta trong thời điểm hiện tại. Tại vì em này thì sẽ được trang bị con chip là Apple A13 Bionic, và con chip này nó tương tự so với iPhone 11. Thế nên là với những tác vụ mà chúng ta xử lý trong thời điểm hiện tại hoặc là chơi game nhẹ nhàng thì nó vẫn cứ quá là ok luôn. Và thêm vào đó nữa là nó có mọi thứ để chúng ta có thể dùng tốt được trong thời điểm hiện tại. Ngoài cấu hình ra thì phần mềm ở trên con iPhone SE 2 mình cũng đánh giá là cực kỳ tốt nhá. Tại vì em này nó cũng chỉ mới ra mắt được khoảng tầm là 3-4 năm mà thôi, nên là vẫn có thể cập nhật phần mềm được khoảng tầm là thêm 2-3 năm nữa. Còn với iPhone 8 Plus thì bây giờ đã bị khai tử mất rồi. iPhone 8 thì cũng gần như là nằm chung số phận với iPhone 8 Plus. Nên là nếu anh em nào mà vừa cần nhỏ gọn này, có cấu hình tốt, dùng mượt mà, đặc biệt là cập nhật phần mềm lâu dài, thì iPhone SE là một cái lựa chọn không thể nào bỏ qua. iPhone SE nó sẽ còn có thêm một cái điểm cộng nữa là nó có thể dùng được hai SIM, chứ không giống như là con iPhone 8 chỉ dùng được một SIM mà thôi. Và thêm nữa là với con iPhone SE ấy, thì cái chất lượng camera của nó mình đánh giá cũng rất là tốt. Nếu anh em so sánh cái camera của con iPhone SE với những con điện thoại khác ở trong tầm 3 triệu ấy, thì iPhone SE nó vượt trội hơn hẳn, mặc dù nó thiếu khá là nhiều tính năng, ví dụ như là không có cam góc rộng, ví dụ như là nó sẽ không có nhiều chế độ, nhưng mà mình đảm bảo rằng cái camera của nó sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Ngoài ra, với iPhone SE ấy, thì các bạn cũng sẽ tìm kiếm linh kiện sửa chữa vô cùng dễ dàng trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng lâu dài. Và cái linh kiện để sửa chữa con iPhone SE này thì nó vô cùng rẻ. Các bạn có thể mua được màn hình này, pin này, hoặc là chúng ta có thể tự thay vỏ một cách đơn giản nhé. Đối với cá nhân mình còn tự thay được, nhưng mà thôi, anh em mà kiểu không am hiểu công nghệ lắm thì ra tiệm thay cho nó lành. Và linh kiện, phụ kiện của iPhone SE thì tìm rất đơn giản ở trên Shopee, hoặc là anh em có thể tìm ở một số kênh bán. Cái điểm yếu lớn nhất của con iPhone SE này đó chính là nó không phù hợp cho nhu cầu chơi game, đặc biệt là những tựa game nặng quá. Mặc dù Apple A13 nó cũng mạnh, nhưng mà con này nó quá bé, nên là chơi game thì chỉ chơi được Liên Quân, gọi là PUBG nhẹ nhàng thôi. Đấy. Và cái điểm yếu tiếp theo nữa là pin của con này thì nó không trâu lắm. Pin của nó có 1800 mAh, mà anh em mua máy 3 triệu thì pin của nó đã chai ít nhất là 10-15% rồi. Con này thì một ngày các bạn cần phải sạc khoảng tầm là 2 lần nếu các bạn có nhu cầu sử dụng trung bình nha. Còn nếu mà có nhu cầu sử dụng cao thì một ngày phải sạc tầm 3-4 lần. Rất may là em nó vẫn có sạc nhanh 15W nên là đỡ được phần nào thời gian sạc. Nói chung thì nếu anh em cần điện thoại nhỏ gọn, tham khảo con này nhé. Còn con điện thoại tiếp theo mà mình nghĩ rằng là cũng không thể nào bỏ qua trong thời điểm hiện tại, đó là con iPhone XR. Con này giá của nó hiện tại chỉ dao động khoảng tầm là từ 4-5 triệu thôi. Và với con iPhone XR thì anh em cũng có thể tham khảo tại Di Động Việt. Hiện tại Di Động Việt đang bán con này với mức giá tương đối là tốt, khoảng tầm là dưới 5 củ khoai là anh em đã có thể mua được rồi. Với iPhone XR ấy, thì nó sẽ có những ưu và nhược điểm như sau. Thứ nhất là với iPhone XR thì các bạn sẽ có con chip Apple A12 Bionic, và với con chip này thì hiệu năng của nó vẫn còn đủ mạnh để sử dụng trong thời điểm hiện tại. Và thậm chí cá nhân mình còn đánh giá là cái hiệu năng của con này nó còn mạnh hơn so với lại cái con SE2 cơ. Tại vì SE2 con chip Apple A13 Bionic nhưng mà nó bị bóp do pin này, kích thước của nó nhỏ quá. Còn iPhone XR ấy, thì nó kích thước to hơn, khả năng tản nhiệt tốt hơn, và nó sẽ không bị bóp bởi cái phần là nhiệt độ nhiều như là iPhone SE. Đấy, nên là nếu anh em nào mà kiểu cần cày game bây giờ thì iPhone XR vẫn là một cái lựa chọn cực kỳ hợp lý. Và chưa hết nhé, thiết kế của con iPhone XR nó sẽ mới hơn. Nhìn qua mặt trước thì nó không khác gì nhiều so với những thế iPhone đời sau này.
Còn nếu mà anh em mua 8 Plus thì nó bị thụt sâu quá. Và với con iPhone XR ấy, thì cái khả năng hiển thị của nó mình nghĩ rằng nó ở mức đủ dùng thôi. Không phải quá đẹp mà cũng không xấu đâu nha. Anh em nào dùng quen iPhone XR tới thời điểm này rồi thì comment cho mọi người biết là dùng có ngon không ạ. Mà con này cập nhật phần mềm nó vẫn có thể cập nhật được. Em này có thể cập nhật được khoảng tầm 1-2 năm. Nói chung là không phải nhiều và cũng sắp khai tử rồi. Nhưng mà tiền ít mà muốn có được cái trải nghiệm ngon thì chúng ta cũng cần phải chấp nhận thôi. Camera của em này thì khả năng chụp ảnh quay video cũng ngon, nhưng mà nó hơi thiếu nhiều tính năng. Ví dụ như là khả năng chụp đêm hay là không có cam góc rộng như là iPhone 11 chẳng hạn. Nhưng mà cái đấy thì chúng ta có thể là đánh đổi bỏ qua được. Tại vì cái phân mức giá của iPhone XR hiện tại nó quá là mềm. Những con điện thoại hàng line new ở trong tầm giá thì cũng chưa chắc đã có được cấu hình tốt như em này. Và ngoài ra em này cũng sẽ có thêm một điểm yếu nữa, đó là nó chỉ có phiên bản 64GB thấp nhất thôi. Nếu mà anh em muốn mua phiên bản 256 hoặc là 128 thì giá của nó sẽ hơi mặn, có thể lên tầm giá từ 5 đến 6 mất. Nó mua phiên bản 64GB, anh em phải là cố gắng quản lý tốt cái tài nguyên của mình, quản lý tốt cái dung lượng đấy thì vẫn có thể dùng được, gọi là ở mức là tạm chấp nhận được. Còn nếu mà anh em dùng nhiều quá, tải data nhiều quá mà không có chịu khó clean máy, xóa bớt ứng dụng đi thì 64GB nó sẽ hơi thọt nha. Về pin ấy thì iPhone SE 2 nó khá là đuối, nhưng mà với iPhone XR thì pin của nó ổn hơn nhiều. Pin của nó khoảng tầm 2.000-3.000 gì đó, nhưng mà em này thì chắc chắn là vẫn sẽ có chai pin rồi. Nếu anh em mua thì anh em nhớ đầu tư cho mình một quả pin khoảng tầm 5-600 thì nó sẽ đảm bảo hơn cho chúng ta về cái việc là thời gian on screen. Nếu các bạn thay một viên pin mới thì em này có thể dùng được khoảng tầm là 7 tiếng, trên dưới 7 tiếng. Còn nếu các bạn mà mua một chiếc máy qua sử dụng rồi thì nó sẽ là tùy tình trạng của từng máy, có thể là sẽ dùng được khoảng tầm từ 4-5 tiếng hoặc là hơn 5 tiếng tùy vào tình trạng của pin. Nói chung là cũng gọi là tạm chấp nhận được nếu như các bạn là gọi là dùng chống cháy trong thời điểm này. Nói chung là iPhone XR mình nghĩ rằng đây là một con iPhone tối thiểu nếu các bạn cần hiệu năng, cần cam hay là cần một viên pin đủ dùng. Và giá của iPhone XR thì bây giờ mình thấy rằng cũng không thể nào hợp lý hơn được. Còn con điện thoại tiếp theo mình nghĩ rằng là anh em nên mua trong thời điểm này, đó là iPhone 11. iPhone 11 thì nó sẽ phù hợp cho những anh em nào mà chúng ta có nhu cầu cao hơn một chút. iPhone 11 bây giờ giá nó sẽ rơi vào tầm từ 6 đến 7 triệu. Tùy vào tình trạng và hình thức của máy nhé. Máy đẹp thì giá khoảng tầm 7 triệu hơn. Còn máy mà xấu xấu một tí, có xước phẩy đấy thì giá của nó khoảng tầm hơn 6 triệu anh em có thể mua được. Thì với iPhone 11 nó sẽ có ưu và nhược điểm. Ưu điểm ấy là các bạn sẽ có một cái hiệu năng cực kỳ tốt với con chip là Apple A13 Bionic. Và với con chip này thì nó vẫn quá tốt để chúng ta có thể xử lý được mọi tác vụ từ game, ứng dụng cho đến là kể cả đồ họa nặng. Và thậm chí con iPhone 11 này anh em cũng chỉ cần dùng một con sò lạnh thôi là nó có thể chiến được gần như là mọi game max setting, kể cả Genshin Impact anh em chỉ cần setting ở mức là hợp lý, cộng với 60fps vừa gắn thêm cả sò lạnh thì em này vẫn có thể cày tốt. Nhưng mà em này vẫn gặp điểm yếu như là hai con trước, đó là dung lượng bộ nhớ trong của nó cũng chỉ là phiên bản thấp 64GB nếu anh em muốn mua rẻ, còn mua đắt phiên bản 128 hoặc 256 thì giá của nó sẽ hơi chát một chút xíu nha. Đấy, ưu điểm tiếp theo của iPhone 11 nữa đó là nó không bị cắt giảm nhiều tính năng, thiếu nhiều tính năng như là hai con iPhone trước đây mình giới thiệu. Tại vì cơ bản nó sẽ được trang bị luôn cả cam góc rộng này, nó có khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng này, và cũng như là nó cũng sẽ có một cái vòng đời hỗ trợ cập nhật phần mềm rất là lâu dài. Khả năng chụp ảnh của con iPhone 11, kể cả quay video của iPhone 11 đi, thì mình cũng đã có một khoảng thời gian khoảng 1.5 năm sử dụng iPhone 11 liên tục và mình hoàn toàn hài lòng với những gì iPhone 11 mang lại cho mình. Và một trong những điểm mà mình thích nhất trên iPhone 11 đó chính là về thời lượng sử dụng pin. Thời lượng sử dụng pin ở trên iPhone 11 rất là trâu nha các bạn nhé. Tại vì cơ bản con này nó trang bị một cái màn hình nói chung là vừa đủ dùng thôi. Đó là màn HD cộng và tấm nền của nó là IPS LCD, nó không đốt nhiều pin như là màn hình AMOLED. Nên là pin của em này thì nó tiết kiệm lắm, có thể dùng được khoảng tầm từ 8 đến 9 tiếng nếu như mà pin của bạn thay một viên pin mới. Còn nếu mà máy chai pin rồi thì bét nhất cũng phải được tầm 5 đến 6 tiếng là vẫn thừa để chúng ta có thể dùng được trong cái nhu cầu là trung bình khá đó. Và ngoài ra thì em này thì nó sẽ phù hợp cho những anh em nào mà kiểu mua một cái điện thoại để có nhu cầu dùng lâu dài khoảng tầm 2-3 năm chẳng hạn, thì iPhone 11 vẫn có thể dùng tốt được khoảng tầm 2-3 năm. Trải nghiệm camera về chụp và quay thì vẫn tốt. Nếu anh em nào cần máy để livestream TikTok hoặc là làm về camera nhiều thì con iPhone vẫn là một cái lựa chọn gì đấy rất là hợp lý. Điểm trừ con này là màn hình của nó không quá đẹp và bộ nhớ trong của nó thì không phải quá dư giả, vẫn là gặp vấn đề về nhiệt độ thôi. Nhưng cái đấy thì iPhone là quá dư rồi, quá bình thường rồi. Và con điện thoại tiếp theo mà mình nghĩ rằng là chúng ta nên mua và đáng mua nhất nếu các bạn có thể cố lên được, đó là iPhone 12 cũ. Với iPhone 12 cũ mức giá bây giờ khoảng tầm trên 8 triệu một chút. Và với mức giá tầm 8 triệu ấy, thì mình nghĩ rằng là nếu anh em cảm thấy rằng từ 7 lên 8 mà anh em cố được thì nên cố bỏ qua iPhone 11 mà lên hẳn iPhone 12 luôn nha. Tại vì iPhone 12 là một cái phiên bản nâng cấp hoàn toàn
của iPhone 11. Thứ nhất, các bạn sẽ có thiết kế mới hơn, khung viền vuông. Nói chung là nhìn qua thì nó sẽ không khác gì so với những iPhone đời sau lắm. Và thứ hai là chúng ta có một cái màn hình OLED với độ phân giải cao hơn, khả năng hiển thị chắc chắn sẽ tốt hơn so với iPhone 11 rất là nhiều. Nên là anh em nào thiên về phần màn hình này, chất lượng hiển thị này, đó cần một chiếc máy mới một tí, thì số tiền bỏ ra chênh lệch chỉ hơn 1 triệu iPhone 11 và iPhone 12 là hoàn toàn để xứng đáng để nâng cấp. Ngoài ra iPhone 12 cũng nâng cấp hơn về chất lượng camera, nâng cấp hơn về phần hiệu năng trang bị Apple A14 và cũng nâng cấp hơn về những phần tính năng như là chúng ta có thể mở khóa khi mà đeo khẩu trang và một vài cái nâng cấp khác đến từ yếu tố như là MagSafe. Chúng ta có thể sử dụng được những phụ kiện bên ngoài và cũng không cần đến là sau nhà những cái ốp MagSafe fake để làm cái gì cả. Nói chung á, sẽ xứng đáng nếu các bạn có thể cố và bỏ ra thêm được tiền. Và đây là top 4 con điện thoại iPhone mà mình nghĩ rằng là xứng đáng thời điểm hiện tại các bạn nên mua. Và tùy tầm giá bao nhiêu, hầu bao được bao nhiêu thì các bạn nên lựa chọn cho nó phù hợp nhé. Ví dụ anh em không có quá nhiều tiền, thích nhỏ gọn thì cứ chọn SE. iPhone anh em có vừa vừa tiền, tầm 4 triệu mà muốn mua iPhone thì chọn iPhone XR. Cố được khoảng tầm 7 triệu là hết sức rồi thì chọn iPhone 11. Còn nếu mà dư giả hơn tầm 8 triệu thì chọn iPhone 12 nhé. Hy vọng anh em sẽ thích video này và hãy bấm like và subscribe nếu cảm thấy video này mang lại nhiều thông tin cho các bạn. À quên mất.